Nếu bạn đang có ý định sử dụng quạt treo tường của Senco, dưới đây là những dòng sản phẩm bạn không thể bỏ qua. 1. Quạt Senco TC1626. TC1626 là dòng sản phẩm quạt treo tường có mức giá ở tầm trung. Đây là sản phẩm thuộc top best seller của thương hiệu Senco và được rất nhiều khách hàng yêu thích, đánh giá cao. Senco TC1626 có 3 chế độ gió, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chế độ phù hợp nhất. Cùng với đó là thiết kế 3 cánh quạt dài 40cm giúp tăng diện tích làm mát, tối ưu hiệu suất sử dụng. Sản phẩm này được làm từ nhựa cao cấp nên rất an toàn. Với thiết kế gọn nhẹ, việc lắp đặt quạt Senco TC1626 sẽ cực kỳ dễ dàng và an toàn. Phần công tắc của Senco TC1626 được làm nhựa chống cháy nên cực kỳ an toàn khi sử dụng. 2. Quạt Senco TG828. Senco TG828 là dòng sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ của Senco. Với công suất 47W và độ dài cánh quạt là 40cm, Senco TG828 có khả năng làm mát hiệu quả. Bạn có thể sử dụng sản phẩm này dù trong không gian rộng hay hẹp. Đây là sản phẩm có thể điều khiển từ xa. Chỉ với vài nút bấm, bạn đã có thể điều chỉnh chế độ gió theo ý muốn. Senco TG828 cũng được làm từ các chất liệu an toàn, có nhiều ưu điểm. Phần cánh quạt làm từ nhựa cao cấp giúp hạn chế tối đa tình trạng bám bụi. Bạn có thể dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Phần mô tô quạt được làm từ bạc thau nên hoạt động cực kỳ êm ái, không tạo ra tiếng ồn. Dù có giá rẻ nhưng Senco TG828 lại có nhiều tính năng sang chảnh. Bạn có thể cài đặt chế độ hẹn giờ, với thời gian tối đa 12 tiếng. 3. Quạt Senco cao cấp TG1683. Quạt Senco cao cấp TG1683 là dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Đây là sản phẩm có rất nhiều tính năng vượt trội. Bạn có thể lựa chọn các mức gió từ nhẹ đến mạnh. Sản phẩm được tích hợp khả năng hẹn giờ và chế độ điều khiển từ xa giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh, cài đặt khi đi ngủ. Senco TG1683 có thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, không tốn diện tích, an toàn khi sử dụng. Phần mô tô được làm từ bạc thau giúp sản phẩm hoạt động êm ái và không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Chính vì thế, dòng sản phẩm TG1683 được sử dụng rộng rãi trong các gia đình và ở các công trình công cộng như bệnh viện, trường học hay các nhà ăn. Lồng đan của Senco TG1683 được thiết kế chắc chắn, giúp sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, không gây nguy hiểm cho người dùng. 4. Quạt Senco TC16. TC16 là dòng sản phẩm quạt treo tường điều chỉnh bằng dây. Do không có điều khiển từ xa nên TC16 đang có phần lép vế hơn so với nhiều sản phẩm cùng thương hiệu. Tuy nhiên, đây cũng là cái tên bạn không thể bỏ qua nếu đang lựa chọn các dòng sản phẩm giá rẻ, có độ bền cao. Quạt treo tường 2 dây Senco TC16 có 5 cánh quạt, giúp người dùng có thể sử cho các không gian từ rộng đến hẹp. TC16 có 3 mức gió từ nhẹ đến mạnh. Ngoài ra, dù có mức giá rẻ nhưng Senco TC16 vẫn đảm bảo độ bền và độ an toàn. Sản phẩm này có tính năng tự động ngắt điện nếu cảm thấy quá tải. 5. Quạt Senco TG1628. Thêm một dòng quạt treo tường có điều khiển từ xa đến từ Senco, đó là Senco TG1628. Đây là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi trội, được người dùng phản hồi và đánh giá tốt. Một số ưu điểm nổi bật của Senco TG1628 có thể kể tới như: thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ treo, an toàn, cực kỳ phù hợp với các không gian nhỏ hoặc sử dụng trong phòng riêng. Lồng quạt đan khít, chắc chắn nên an toàn khi sử dụng, đặc biệt là với các gia đình có trẻ nhỏ. Có chế độ điều khiển từ xa, an toàn, tiện lợi. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt trên thân quạt mà không cần sử dụng điều khiển. Chế độ tắt này giúp người dùng dễ dàng tắt trên, bật khi điều khiển hết pin trên mất trên hỏng. Với nhiều ưu điểm cả về mức giá và độ bền, các dòng sản phẩm quạt Senco treo tường đang được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn sử dụng. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể lựa chọn các dòng quạt điều khiển từ xa hoặc sử dụng dây giật. Hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu để có những trải nghiệm hài lòng nhất nhé. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.